Hello, xin chào chị và các bạn. Hôm nay website chùm máy cẩu.vn lại về thêm 7 cây siêu cô màu đen zin nguyên bản. Hàng zin nguyên bản thì nó phải chạy xước theo thời gian nha anh chị và các bạn. Không thể mới 100% được mà cũng không thể mới được. Bàn phím zin, nguyên cây zin. Giá một cây bên shop đang bán là 4,5 triệu. Đây là bàn phím Thái nè. Đó, zin bên Thái. Trong cũng còn ngôn ngữ tiếng Thái luôn. Đó, vậy các bạn ơi. Cây nào nhìn cũng ok hết. Anh chị nào cần mua siêu cô zin nguyên bản thì vui lòng qua shop em nha. Địa chỉ 353 Sạc 6 Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Và muốn coi những dòng điện thoại cổ khác thì vui lòng vào website chùm máy cổ.vn. Đây. Và lưu ý là shop em chỉ xài hai số điện thoại thôi. 0966 353 353 và 0994 84 84 84. Rất là đẹp.